Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên em Hưng là 389 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389. Bên em Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng xe lướt, xe đa ba sử dụng và các cam kết cho anh chị em về chất lượng xe. Thì cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước, máy số nguyên zin, pháp lý sang tên rõ ràng và không bị phạt nguội nha. Bên em Hưng hiện tại đang cần thu mua rất là nhiều các dòng xe. Anh chị em nào có nhu cầu cần đổi xe, có nhu cầu cần bán xe thì liên hệ trực tiếp em Hưng số hotline bên dưới. Cảm ơn sẽ hỗ trợ định giá cho anh chị em nha. Bên cạnh đó thì bên em Hưng mua bán xe thì cũng có hỗ trợ anh chị em, ví dụ như là tính toán xe để lấy cà vẹt xe, bán xe, hoặc là anh chị em có nhu cầu mua xe cần hỗ trợ trả góp qua ngân hàng thì liên hệ em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em luôn. Ok, và trong clip ngày hôm nay thì em Hưng muốn giới thiệu anh chị em một mẫu xe chuyên cơ mặt đất, cực kỳ gọi là không tốn dầu nha, nhưng mà lại tốn tiền do con này nó là máy xăng. Trước mắt anh chị em đây là mẫu xe là Kia Sedona, phiên bản là máy xăng cao cấp đời 2019 nha anh chị, màu xanh đen và đặc biệt nha anh chị. Chiếc xe này chủ xe mới đi được có 46.000 km thôi, rất là ít luôn nha. Đấy, và mức giá của nó chị thì rẻ hơn phiên bản máy dầu tới là 100 triệu anh chị, 100 triệu nha. Thì anh chị em có thể là cân đối, ví dụ như là anh chị em đi phục vụ gia đình có thể tham khảo mẫu xe này. Thứ nhất là nó êm và nó không có hôi, nhưng mà bù lại thì tiêu hao nhiên liệu trên 100 km xăng thì nó sẽ nhiều hơn là 100 km dầu ha. Rồi thì anh chị em nào mà quan tâm mẫu xe này thì cùng theo em Hưng thì bật mí là chiếc xe này bên Hưng đang chào bán giá là hơn 700 triệu, và anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 300-350 là có thể nhận xe rồi nha. Thì anh chị em nào quan tâm thì cùng theo chân đi hết video này nha. Ok, và đây là nhân vật chính trong clip ngày hôm nay của chúng ta nha anh chị. Xe thì vừa mới về và em Hưng chưa spa luôn anh chị ha, quay luôn trực tiếp cho anh chị em xem luôn. Thì xe thì một chủ từ đầu ha, đi cũng khá là gìn giữ, mới 46.000 km thôi, nhưng mà nó có vài chỗ sức dâm thì do người đi sử dụng thì nhiều khi là ta cũng không để ý nha. Nhưng mình mua bán thì em Hưng sẽ, nói chung là cũ người mới ta thì em Hưng cũng sẽ spa lại cho anh chị em ha. Giao cho chị chiếc xe thì nó gần như là, nói chung là phải được 90-95% anh chị ha. Đấy, thật sự thì nếu mà dọn một chiếc xe thì chiếc xe nó cũng phải đẹp thì mới dọn mới lên được chị ha. Còn nếu mà xe nó tạ quá rồi mình dọn cũng không lên nổi anh chị. Bởi vì cái chi phí mà anh chị biết đi làm một chiếc xe nó không phải là đơn giản đâu. Sơn xi thì nó đơn giản rồi, nhưng mà cái nội thất là những sự đồng bộ của nó nha anh chị. Đấy, quan trọng nhất là một chiếc xe đó là còn về cứng đụng ngập nước nè. Đấy, rồi keo chỉ đồ ha, và đặc biệt là pháp lý anh chị nha. Chiếc xe mà giá da quẹt á thì pháp vẫn mua bán được nha, vẫn có giá cả vậy ha. Rẻ hơn tí hoặc rẻ hơn nhiều thì vẫn mua bán được, nhưng mà một chiếc xe mà không sang tên được là gì thì đó là chỉ có là gọi là rã ra bán xác, hoặc là nói chung là làm gì đó lừa qua lừa lại thôi, chứ thực sự là cái xe đó là thua anh chị ha. Đấy, nên ra là quan trọng nhất là pháp lý anh chị. Thì bên em Hưng cũng là cam kết cho anh chị em về pháp lý nha, sang tên rõ ràng. Ví dụ như không sang tên được là em Hưng sẽ hoàn tiền cho anh chị 100%, không có thương lượng hay cái gì cho ha. Đấy, ngay cả một tháng hai tháng gì không sang tên được là hoàn tiền đủ tiền hết. Đấy là lỗi của mình, mà mua bán thì nó phải có rủi ro thì mình cũng phải chấp nhận anh chị ha, có lời có lỗ phải chịu. Đấy, chiếc xe thì rất là đẹp anh chị ha. Em Hưng muốn đi một vòng cho anh xem cùng xem tổng thể chiếc xe rồi, thì sau khi em Hưng quay clip này em Hưng sẽ cho spa chiếc xe ha. Ok, chiếc xe thì cũng rất là mới anh chị ha. Đấy, mặt nó chỉ có bụi bặm và chày xước vài chỗ thôi, thì em Hưng cũng sẽ spa lại cho anh chị em, giao cho một chiếc xe là cũ người mới tay nha. Thì khi là họ hàng bạn bè đến xem xe chúc mừng này vậy, đấy, giải xe mình nó cũng phải được đồ tí. Rồi ok, thì em Hưng sẽ đi vào về chất lượng xe thì em Hưng cũng sẽ ráng quay chi tiết và anh chị ha. Nhưng mà cơ bản là qua video clip thì anh chị em cũng không thể nào đánh giá chiếc xe ha. Và em Hưng thì mua bán xe thì cam kết hợp đồng mua bán cho anh chị em về chất lượng xe luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào vài những cái option được trang bị trên xe nha. Ví dụ như là ở phiên bản là Sedona Philip đời 2019 mình sẽ trang bị là đèn chiếu sáng là bi led đôi gì ha, rất là sáng luôn, thành ra là anh chị em là không phải lo việc là phải nâng cấp thêm ánh sáng. Đấy, và chúng ta sẽ có cái đèn led định vị ở đây nha, rất là led định vị này, rất là đẹp nha, khi chạy nó mới sáng nha mọi người. Và đèn gầm sẽ là 4 thấu kính nè, và trang bị là có 4 cảm biến trước nha. Mặt ga lăng là mạ chrome mũi hổ này, đặc trưng của dòng Kia rồi. Đấy, ba là shop rất là liền lạc nha, cực kỳ liền lạc luôn. Đấy, rồi vỏ đang sử dụng là vỏ Continental zin nguyên bản theo xe nha mọi người, zin nguyên bản theo xe luôn nè. Vỏ này gì trường 08 năm 2019 nha, vỏ thì còn rất là mới nha, còn căng đét luôn. Cái này nó bị bụi anh chị ha, bụi này, nhưng mà nhìn vào cái gai vỏ trong vậy ha, nó bén lắm mà. Đấy,
bỏ zin nguyên bản theo xe luôn nha. Chứ 40 mấy ngàn mà đi trong thời gian đâu đó là tới 5 năm thì rất là ít, vỏ nó chưa kịp mòn luôn, chưa kịp nóng để mà nó phải hao mòn luôn chị. Ba anh chị nhìn cái lồng vè, cái lồng vè vậy, đặc biệt cái dòng Serona Carnival ha, Hyundai, lồng vè nó sẽ lồng vè đã bằng nỉ, bằng nỉ anh chị ạ. Thì lồng vè bằng nỉ á, thì sẽ là nếu mà chạy nhiều anh chị nó sẽ bị rũ ha, anh chị em nào mà đã đi rồi sẽ biết nha. Đấy, nó sẽ bị rũ, mưa nắng mà nó rũ, nhưng mà cái lồng vè này là chống ồn tốt hơn lồng vè nhựa. Đấy, thì nhiều anh chị em là về là nếu mà anh chị em về kỹ về mình hóa nhựa luôn, hóa nhựa lồng vè cho nó cứng lại ha. Rồi em Hưng quay gầm bệ cho anh chị em xem nha. Đây gầm bệ chưa dọn cái gì mà nó nước mới nè. Đấy, sạch sẽ vô cùng luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, nhìn là quá đã luôn, mê luôn đó. Rồi, có bệ bước nè, chủ xe đã nâng cấp bệ bước nha. Serona thì zin nó không có bệ bước. Chúng ta có một cái gương chiếu hậu chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ nè, và lóc cửa thì ô tô gập gương nha. Viền cửa sổ thì sẽ có là ốp inox luôn. Đấy, còn này thì nó không có nha. Anh chị em có thể là nâng cấp mua thêm chỉ vài trăm ngàn để chúng ta có một bộ inox ốp chân kính nha. Rồi em Hưng cũng sẽ là quay cho anh chị em xem là chỉ cửa đồ ha. Đây, bây giờ em Hưng cũng sẽ bắt chước anh em. Đấy, quay cho anh chị em xem. Cơ bản là quay sơ bộ thôi, thì thực là quay sơ bộ để anh chị em là có cái gọi là có cái anh em ở xa ha, có cái nhìn nhận đánh giá về xe tí, rồi sắp xếp đến xem xe thì tới. Chứ còn thực sự mà nói là mà xem xe qua video clip mà có thể đánh giá được chiếc xe thì cũng hơi khó. Như tụi em đây mình cũng chỉ xem sơ bộ đây, về hình ảnh đồ chỉ là mang tính chất tượng trưng thôi. Đấy, còn thực tế là phải xem xe thực tế nha. Đấy, ok, cửa cánh đồ này, con này thì nó sẽ trang bị là có đấy gì ha, cộng ron cửa mà nó còn mới tinh này. Đấy, ốc ác đồ nè, đấy gì ha. Ê, xin nguyên bản của nó nha, nó thức sơ bộ hơi thấy đẹp rồi. Đấy, rồi rất là zin, em không cam kết thì là zin luôn. Này, ok, đây ba là shop sau nè, lực kỳ liền lạc luôn. Đấy, lồng vè sau là lồng nỉ nè anh chị, lồng nỉ nè. Anh chị xem mình đánh xem thực tế là như thế này đó, cái vỏ này, vỏ sau này, thấy không? Vỏ sau với vỏ trước là nó mòn hơn vỏ sau tí đó, mà vỏ sau thì nó còn căng mới tinh luôn. Cái hai vỏ này là vỏ trước vỏ sau là gần như nhau anh chị ha, nhưng mà vỏ sau thì nó mới hơn, tại vì cầu trước thì sẽ mòn nhanh hơn cầu sau ha. Mòn nhanh hơn bánh sau, bánh trước mòn nhanh hơn bánh sau. Phía sau chúng ta sẽ có trang bị là đèn hậu, bao gồm đèn LED tích hợp với đèn halogen, báo phanh báo rẽ nè. Ta sẽ có là 4 cảm biến sau, camera lùi và cúp điện nha. Đấy, Platinum G, anh em, Platinum G là full xăng nha. Đây, ok, Hưng thì mua bán xe thì cam kết cho anh chị em là keo chỉ zin nha, bao chết tết thoải mái luôn, bao chết tết thoải mái không vấn đề gì cả nha. Đấy, mua bán là người thật việc thật thôi, không có vấn đề gì mà phải ngại ngùng cả ha. Đèn tem mà chưa lột nè anh chị. Đấy, ok, đấy tem tiết đồ còn nha. Chủ xe cũng rất kỹ, mua một cái tấm lót để lót phía dưới này để đồ nè. Đồ nghề con đội sơ cua thì ở đây nha, anh chị em mua xe thì nhớ kiểm tra với em Hưng đồ nghề con đội vỏ sơ cua, cái nào dọn zin theo xe thì nó vẫn ok, còn nếu mà thiếu thì em Hưng sẽ bù cho anh chị nha. Đấy, thì anh chị em mua xe ở ngoài cũng vậy nha, nên kiểm tra những cái này, nhiều khi là chủ cũ người ta lấy lại. Thực sự này mình nhiều anh chị em mua bán xe thì tốt nhất là nên tặng khách luôn đi, lấy lại làm gì nha. Mình cái này là cái xe nó chỉ có bộ đồ nghề, chỉ có đồ đội con đội thôi mà nhiều khách cũng lấy lại. Mức tiêu hao nhiên liệu thì xe này để em nói như thế là nó hơi mờ tí, nhưng mà là thực tế em Hưng chạy ha, là ví dụ như anh chị chạy nha, chạy đường trường thì khoảng từ 9 lít tới 10 lít, đường thành phố thì khoảng 12 lít, và khoảng 12 lít nha. Còn như mà đường kẹt xe đi 14 lít 15 lít nha. Đấy, mình tư vấn cho anh chị em biết như vậy. Thì anh chị em nào nếu mà phục vụ gia đình cũng đi ít ha, ít có đi
là một chiếc xe rộng rãi mà option nhiều mà êm ái thì tham khảo mẫu này rất là ok. Tại vì thực sự là mức tiêu hao nhiên liệu của con xe này nó cũng ngang với lại Fortuner 2.7 thôi anh chị ha. Ngang với Fortuner 2.7 thôi, nó cũng không phải là quá hao đi. Đấy, nhiều anh chị thì đồ cứ là hao ghê lắm, hao uống như trâu uống nước gì là thôi. Chung á là nó cũng ngang với Fortuner 2.7 thôi anh chị. Đây, thì nhiều khi là mình nghe đồn thổi nhiều quá, nhiều người chưa chạy nhưng mà chỉ nghe thôi. Còn cái này trải nghiệm của em Hưng thì đó, thì em Hưng cũng tư vấn cho anh chị như thế này để anh chị em là tránh trường hợp như anh chị em muốn mua chiếc xe để chạy dịch vụ thì chiếc xe này là sợ là không có lãi anh chị ha, không có lãi, chỉ phục vụ cho gia đình thôi. Còn nếu mà anh chị em mà phục vụ những cái gọi là chuyên biệt, ví dụ như là chở nhận hợp đồng công ty á thì may ra mới có lãi anh chị. Đồng công ty thì tính theo số km ha. Đấy thì chạy ít chạy nhiều thì cũng thế. Thì mình ok tham khảo qua chiếc này cũng được nha, nhưng mà còn nếu mà chạy dịch vụ bình thường thì thôi thì nên lấy máy dầu. Ok, cũng tư vấn rõ ràng cho chị em nha. Hai cửa sổ trời trần nỉ sạch sẽ nè, ghế da zin nguyên bản theo xe nha. Đấy. Và chủ xe còn đặc biệt là tặng luôn cả anh chị em là hai cái màn hình gối đầu Android nha. Hai cái màn hình này là thời điểm mua là bây giờ thì nó rẻ, bây giờ em khoảng hơn mười mấy triệu thôi, nhưng mà được thời điểm em hỏi á, là lúc mới ra là tới 21 triệu một cặp rồi anh chị, rất là mắc nha. Đấy, chúng ngồi thì khá là rộng rãi nè. Chúng ta sẽ có là điều chỉnh điều hòa hàng ghế sau luôn. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có chỗ để nước nè, sạc pin luôn nha. Đấy rồi, tem chưa lột luôn nè. Và sẽ có rèm cửa nha, có rèm cửa này, phía sau này cũng có rèm cửa đó nha. Đấy. Và túi khí, đặc biệt túi khí của con Sirona là nó tới cục D luôn anh chị ha. Carnival thì tới cục C này thôi, nhưng mà còn Sirona đến cục D luôn. Đấy. Hàng ghế sau thì nó mới tinh như mới nè mọi người. Đấy. Ok. Rồi, cửa gió đầy đủ hết nha. Bây giờ mình sẽ ra ngoài tí. Rồi. Hàng ghế giữa này anh chị em có thể là dựng đứng luôn nha, dựng đứng lên, nếu anh chị không có nhu cầu thì dựng đứng lên để hàng ghế sau thì gặp lại, hàng ghế trước giữa thì dựng đứng lên để anh chị em có thể chở đồ được khoảng gần nửa con xe luôn nha. Đây, sàn zin luôn nè, yeah. Đấy. Ok. Rất là đẹp nha mọi người. Ghế phụ là cũng là ghế chỉnh điện nha, rất là mới ha. Đấy, da căng đét không miếng rách luôn. Đấy, quay cho anh chị em xem ha, tổng thể xe. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng qua bên ghế tài. Ghế tài là ghế ngồi nhiều nhất nha. Đây, tắp bi còn rất là mới nè, những chi tiết da, chi tiết gỗ, chi tiết nhựa nhám trên xe. Để nhựa nhám là chị xem nhiều xe nó sẽ bị bay mất cái nhám này, là do sử dụng nhiều ha, sẽ bay mất cái nhám này luôn. Bốn cửa kính đường hào auto nè, lóc cửa tự động gập gương, nhớ vị trí ghế lái nha. Đấy, đây chúng ta sẽ có là ghế tài là ghế chỉnh điện nè, có hơi bị sờn mép ghế của Sirona ở ghế tài ha, thì con nào cũng vậy đi ha, mặc quần jean thì leo lên xuống là nó sẽ bị sờn nha. Chị kỹ thì bước xuống bể bước này nè, rồi hãy bước xuống ha, còn bước một phát xuống luôn thì nó đè vô cái mép ghế. Chúng ta sẽ có chỉnh điện nè, bơm lưng bơm mông nha. Đây chúng ta sẽ có là tắt mở cảnh báo điểm mù, phần lên sẽ lên nổ máy cho anh chị em. Ok, odo của xe là 46.000 km. Đây là chìa khóa của chúng ta này. Đấy, chìa khóa này có mở cửa mở cốp luôn nha. Nổ rất là êm, máy xăng thì nổ thì rất là êm nha mọi người trời. Chạy cũng sướng lắm nha, máy xăng chạy như thuyền, lướt như thuyền, chạy đường càng đường trường là chạy rất là ngon luôn. Đấy, đường trường chạy rất là ngon nha. Đấy, đèn nổ nè, nổ máy chưa làm gì hết là nó báo 14 lít ha, còn nếu mà chạy thì nó sẽ giảm dần xuống gì ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có một cái vô lăng. Và vô lăng trợ lực dầu. Vô lăng trợ lực dầu nha. Đấy, trợ lực dầu có nghe thoại lãnh tay tăng giảm âm lượng nè, có roll control ga tự động nè. Sườn sùi da cốc nè anh chị. Sườn sùi độ nhám trên da trên trên vô lăng ha. Đấy, chi tiết da nè. Còn rất là mới luôn.
có ốp gỗ này nữa. Rồi chúng ta sẽ có là gương chiếu hậu chống chói điện, có camera hành trình quay trước quay sau, có màn hình và camera lùi, cảnh báo tốc độ ha. Cái này là nguyên bản của xe luôn, thì có bản quyền của hãng ha. Anh chị cứ vào hãng bảo dưỡng thì hãng sẽ cập nhật mới cho mình. Chạy phần mềm điều hướng, bạn hãy tắt dây an toàn. Đấy, em mở nhỏ lại chút. Rồi, đồng hồ nè, điều chỉnh dàn lạnh 3 vùng ha, 3 vùng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có là sạc pin không dây, cổng USB, cần số nè, sườn xuôi gió cốc nè chị ha. Rất là mới nha. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có là sấy ghế, mở chế độ Eco, phanh tay điện tử, auto hold, sấy vô lăng, chỗ để nước, bệ thủy tay, cực kỳ mới luôn. Đấy. Cái mép ghế nè chị, mép phụ nè, mới tinh. Rồi, ok, thì ngoài ra thì xe chúng ta còn có là phanh ABS nè. Đấy, rồi nhiều chức năng an toàn, ví dụ như phân bổ lực phanh, lực kéo đồ ha. Cái đó thì anh chị em có thể tham khảo ở trên chi tiết thông số xe trên trên web của hãng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Ok, đây là nỉ zin theo xe nha mọi người, đang đét luôn, mới tinh nè, keo chỉ đồ là zin hết nha. Đây, anh chị nhìn nó này, rất là đều anh chị, rất là đều luôn nha. Anh chị em để ý cái này dễ lắm anh chị, xem cái này cũng đơn giản ha. Thứ nhất là mép mà hãng mép chỉ của hãng thường sơn là rất là nét nè. Và cái chúng ta sẽ xem cái đường sơn, cái độ sơn bóng anh chị là rất là đều từ đây xuống nha. Còn nó không có chỗ nào đó mà nó lạ lùng là anh chị em phải đặt dấu chấm hỏi ha. Đấy. Ok. Là ốc cabo nè. Chân máy nè anh chị, mặt máy ha, chân máy, mặt máy thì bị che rồi. Mở lên. Mặt máy đây. Đấy, nhìn hết anh chị ha. Nhìn hết cho mình rồi. Đấy, ok. Thôi thì cũng dán quay chi tiết nhất có thể rồi đó. Và anh chị em nào mà muốn chi tiết hơn thì đến xem thực tế đi, xem cho nó dễ hơn ha, chứ còn mà bây giờ để quay thì nó không quay hết được đâu. Ok. Đấy. Rồi, xe thì em Hưng bán ra thì sẽ cam kết cho anh chị em về cứng độ ngập nước cũng như là dán tem bảo hành ở những vị trí như là cabo, mặt máy, chân máy, bốn cửa, cốp nha. Bao cho anh chị em về cứng độ ngập nước, máy số zin. Xe thì sẽ là tặng anh chị em thay nhớt trước khi giao xe, cũng như là bảo hành cho anh chị là nay là 29 là xe vẫn bảo hành cho anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km động cơ và số nha. Ok. Và hiện tại thì bên Hưng đang chào bán mẫu xe Kia Sirona phiên bản là không tốn dầu nhưng mà tốn xăng này với giá bán là 765 triệu nha. Một chiếc xe chạy mới 4.000 km thôi anh chị, rất là mới luôn. Anh chị em nào quan tâm thì cứ đến xem xe thực tế để đánh giá được chất xe nha. Và bên cạnh đó thì em Hưng cũng có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em chuẩn bị đâu đó tầm khoảng là 350 là có thể nhận được xe. Thì anh chị em nào quan tâm mẫu xe này liên hệ trực tiếp em Hưng số online bên dưới. Em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho anh chị em nha. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video và đừng quên cho em Hưng xin được một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về bên siêu thị ô tô Thủ Đức nha. Xin chào và gặp lại anh chị em.